Mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua cũng đã làm cho hàng loạt ruộng lúa thu đông chưa kịp thu hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã, giảm năng suất. Theo bà con nông dân, mưa gió trong vụ lúa này là bình thường, nhưng chưa khi nào gặp khó như năm nay. Ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, nơi đang có hơn 500 hectare lúa đổ ngã. Ruộng lúa này đáng lẽ đã thu hoạch xong từ nhiều ngày trước bằng máy, nhưng giờ chỉ còn biết trông cậy vào sức người. Một công lúa tốn 500.000 đồng tiền công mà có cắt được hết thì cũng phải bỏ gần hết. Chừng mấy chục ba hột mà còn chừng dài hột cái nè. Nắng khác mà thấy không? Nóng ruột quá cắt đại đem vô rồi ngớ nào ăn được ăn, còn cái nào ra vui vui á thì đem cho vịt ăn. Lúa bị ngâm nước nhiều ngày nên lên mọng một mầm là chuyện bình thường với bà con nông dân. Thế nhưng năm nay có một điều lạ là những cây lúa vẫn còn đứng như thế này, vẫn bị lên mọng và mọc mầm khá nhiều. Khoảng 521 hectare lúa thu đông ở Hậu Giang đã bị đổ ngã do mưa kéo dài, giảm năng suất đến vài chục phần trăm. Có nơi lúa mọc mầm cao cả tấc, lúa nằm trong nước, nông dân thì như ngồi trên lửa. Gọi là thất trắng là 50-60% rồi đó. Ừ, giờ ba cái tiền vật tư rồi này kia nọ không biết sao đây. Trời nắng thì mới hy vọng còn tương lai chút đỉnh dứt giác được tiền phân được, chứ còn trời mưa cái này là bỏ luôn chứ không đường nào gãy được chứ. Rồi giờ á, một công thì được có 6 bao lúa mà mộng không ai mua hết. Bán không được, bỏ chẳng đành. Bà Hạnh gom từng hột lúa đem về nuôi vịt, làm từ sáng đến giữa trưa cũng chỉ được một ít. Sau cả tuần dầm mưa, 7 công ruộng của ông Tám cuối cùng cũng kêu được máy cắt. Nhưng máy vừa đến thì mây đen cũng tới. Chưa biết có kịp thu hoạch hết hay không, nhưng được phần nào đỡ lỗ phần đó.